điều kiện nhận hỗ trợ khi nghỉ việc do dịch COVID-19. Tôi làm việc tại một trường mầm non tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có đóng bảo hiểm xã hội, dừng đóng từ tháng 4 năm 2021. Tháng 5 năm 2021 có văn bản ngừng hoạt động mọi công việc về giáo dục nên tôi thất nghiệp đến giờ. Vậy, tôi thuộc diện nào của chính sách hỗ trợ COVID-19 và tôi phải làm đơn như thế nào? Người hỏi, Phạm Thu, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau. Tại Điều 21 đến Điều 24 Quyết định số 23-2021 quy định TTG ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có quy định về hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 21. Đối tượng. Điều kiện hỗ trợ người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau. 1. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kể trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. 2. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ các trường hợp sau đây. Bao người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật B hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Đề nghị bà Thu và người lao động căn cứ những quy định trên. Nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hỗ trợ thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Quyết định số 23-2021 quy định TTG ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, gửi đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động để được giải quyết.